Chào vâng, em Hoàng xin kính chào tất cả anh em và các bác. Ở video clip này, em lại tiếp tục về thêm được một ý cho. Đó là những dòng rác tín hiệu RCA để cho tất cả bác thi công các dòng dây tín hiệu AV nhé. Rồi, thì bây giờ em sẽ đi vào giới thiệu cũng như là báo giá tới tất cả bác những dòng sản phẩm ngày hôm nay. Em về được chắc cũng tầm khoảng là 100 cặp nhé. Đây là dòng rác quảng gen, dòng rác chính hãng nha các bác. Đó, các bác nhìn này, đẹp chưa? Và em đã có bóc ra một cặp để cho tất cả bác cùng xem. Các bác có thể thấy rác rất là đẹp nhá, rất là đẹp luôn. Rác này thì các bác thi công các dòng dây tín hiệu 2N, các dòng dây đường kính tầm khoảng 6 đến 7 ly. Đó, nhỏ hơn cũng rất là ok nhá, rất là đẹp này. Đó, em sẽ mở bên trong để cho tất cả bác cùng xem nhá. Và đây là bên trong. Đó, rác rất là dày dặn, cầm rất là chắc chắn nhá. Rất là ok. Rồi em sẽ cắm thử để cho tất cả bác cùng xem này. Cắm rất là êm và rất sướng luôn. Rất là mềm mại nhá. Đó, cắm rất là ok. Và những dòng rác này thì nó sẽ cho độ tiếp xúc cực kỳ là cao nha các bác. Đó, và loại này bên shop em để cho tất cả bác với giá là 100.000 đồng một đôi nhá. 100.000 một đôi. Rồi, tiếp theo đi qua sản phẩm thứ hai. Đây là bộ chìa AV dành cho bác nào sử dụng hai con đầu giải mã nhưng mà có một chiếc âm ly, thì chúng ta sử dụng bộ chìa AV này. Giá là 300 một cặp nhá. Chiều dài là 20 phân. Đó, một AV đực ra hai AV cái. Em còn khá là nhiều. Đó, em chỉ lấy ra một bộ thôi. Rồi, đi qua dòng cọc loa. Dòng cọc loa châu Âu nha các bác. Đây là dòng cọc loa châu Âu. Giá là 280 một đôi nha các bác, 280 một đôi. Loại này thì nó rất là đa năng. Các bác sử dụng được bắp chuối này, mỏ chim này, càng cua mình xài được hết nha. Các bác mua về thay cho những chiếc cọc loa của mình lâu ngày đã xuống cấp, hoặc các bác không sử dụng cắm được bắp chuối thì mình về mình thay nhá, mình cắm bắp chuối rất là ok. 280 một đôi nhá. 280 một đôi thôi. Đó, rất là xịn. Rồi, loại này thì em còn 4 chiếc. Lấy ra 2 chiếc thôi. 400 một cặp nhá. 400 một cặp, hai chiếc như thế này. Loại này rất là cao cấp rồi. Đây là những dòng cọc cao cấp nhá. Còn loại này em bán chạy nhất này. Đó, 150 một đôi. Nó có nhựa bao ở bên ngoài. Dòng này vừa xài được mỏ chim, vừa xài được bắp chuối nhá. Đó, bác nào lấy thì liên hệ cho em, 150 một cặp. Dòng cọc loa của Nhật nhá. Và con lọc Siemens, hôm qua thì các bác cũng biết rồi, em về hơn 100 con đấy. Siemens có mức tại là 20A. Đó, 20A. Lọc đa tòng nhá. Siemens là một thương hiệu của Đức cực kỳ là nổi tiếng. Và dòng này là dòng lọc đầu bảng nhá. Lọc cực kỳ là sạch luôn. Đó, hàng bãi xịn luôn đấy. Cắt đấu thì bên chỗ ba chân chúng ta đầu đi vào, bên hai chân đầu đi ra. Chân tiếp mát nó nối với vỏ nhá. Các bác có thể nối ở đây hoặc nối ở đây cũng được. Hai chân này là hai chân chính rồi. Đó. Và con lọc này giá bên em phân phối cho tất cả bác với giá là 600.000 một con, em bao ship toàn quốc nhá. Bác nào lấy thì liên hệ cho em theo số điện thoại Zalo em để ở phía dưới nhá. Rồi, em Hoàng xin kính chào tất cả anh em và các bác. Hẹn các bác các video clip tiếp theo. Xin chào.